Giang xin thân ái chào gặp lại quý vị khán thính giả của hệ thống truyền thông Kali Today và chào mừng quý vị đến với chương trình chào buổi tối trên truyền hình Việt Nam do Hương Nhân phụ trách và chương trình tối hôm nay là chương trình tối thứ hai đầu tuần ngày 25 tháng 7. Có rất là nhiều tin tức và Hương Giang vẫn nói câu này mỗi một chương trình nhưng mà thực sự là hôm nay chúng ta có hai bản tin chính. Một bản tin liên quan đến cái cuộc điều tra ngày 6 tháng 1 của Bộ Tư pháp và một bản tin cũng liên quan đến cái nỗ lực đảo ngược kết quả bầu cử ở tiểu bang Georgia của ông Donald Trump và những cái bản tin này nó xoay quanh cái cuộc điều tra của bà Fanny Willis. Nhưng mà trước khi đi vào những cái bản tin chính, Hương Nhân muốn chia sẻ với quý vị vào khoảng 10 giờ 59 phút sáng ngày hôm nay thì có một người phụ nữ không biết là được xe hay là thân nhân chở drop xuống tại phi trường Love Field ở Dallas và người phụ nữ này theo lời ông cảnh sát trưởng của thành phố Dallas đó là ông Eddie Garcia à, Hương Giang dừng một chút cách đây mấy năm thôi thì ông Eddie Garcia là cảnh sát trưởng ti cảnh sát San Jose cho nên là Hương Giang rất là quen thuộc với viên cảnh sát trưởng này và sau đó cách đây khoảng 2 năm thì như ông đầu quân cho cảnh sát Dallas Hương Giang nhận ra ngay lập tức khi mà ông Eddie Garcia có cái à, cuộc họp báo vào ngày hôm nay. Quay trở lại bản tin này, người phụ nữ này sau khi vào vi trường và vào nhà vệ sinh và cô ta thay đồ. Nghi can 37 tuổi thay đồ, mặc một cái áo có mũ trùm đầu và bắt đầu đi ra ngoài bất ngờ rút ra một khẩu súng và bắn loạn xạ lên trần nhà. Và chỉ trong vòng một vài phút thì đã bị cảnh sát bắn vào chân và cảnh sát đã bắt giữ được người phụ nữ này. Theo rất là nhiều bản tin từ các cơ quan à, truyền thông địa phương cũng như là truyền thông quốc gia và theo lời của nhân chứng tại phi trường cho biết là trước khi mà xả súng loạn xạ thì người phụ nữ 37 tuổi này tuyên bố là tôi có cái điều để thông báo và cô ta bắt đầu kể lễ chuyện là cưới một ông chồng nổi tiếng người nổi tiếng nhưng mà ông chồng đã phụ tình đã ngoại tình và cô ta muốn ngày hôm nay là làm nổ tung cái, cái nơi này và quý vị biết là tình trạng hỗn loạn và hành khách Thành phát ở ngay tại chỗ nơi đó bắt đầu chạy loạn xạ tán loạn khắp mọi nơi và hành khách mà đang chờ ở những khu vực khác nghe tiếng súng và thấy tình trạng người ta bỏ chạy như vậy cũng bắt đầu bỏ chạy và bắt đầu trốn và ẩn ẩn nấp vào những cái nơi an toàn và các chuyến bay chuyến bay đến cũng như chuyến bay đi tạm thời bị ngưng trong vài tiếng đồng hồ đến khoảng 3 giờ 30 chiều theo giờ địa phương thì các chuyến bay mới lần lượt được quay trở lại nhưng mà quý vị biết là làm cho người, à, cho hành khách tốn rất là nhiều thời gian ngoài cái việc là các chuyến bay của mình bị delay, bị hủy hủy thì phải book lại rồi phải đi ra ngoài phải quay về lại và phải qua hàng rào ăn nên lại phải kiểm tra ăn nên lại có rất là nhiều khê nhưng mà quý vị biết là nhà chức trách tại cái buổi họp báo thì ông cảnh sát trưởng Adi Garcia cho biết là cho đến lúc lúc đó cảnh sát thực sự chưa biết rõ động cơ mục đích đứng đằng sau thực sự cái vụ nổ súng là gì nhưng mà theo như hương giang trình bày thì theo lời của các nhân chứng tại hiện trường thì có vẻ là đây chỉ là một cái vấn đề cá nhân và may mắn là không có ai bị thương chỉ riêng nghi can ngày người phụ nữ này bị cảnh sát bắn vào chân cho nên mới có thể là Bắt giữ nghi can Và quý vị biết là bây giờ ở những cái đám đông Hay là tại phi trường những cái vụ tương tự như vậy Nó vẫn xảy ra làm cho người à, du khách Hoặc là như chúng ta bây giờ đi ra ngoài đường Hết sức là bất an Bây giờ quay trở lại tình hình chính trị Hoa Kỳ Ngày hôm nay bản tin lớn nhất Đó là Mark Short Mark Short là động lý Tức là tránh văn phòng của cựu Phó Tổng thống Mike Pence người đã có mặt trong bên cạnh ông Mike Pence trong những tuần hỗn loạn sau bầu cử năm 2020 và cho đến khi sau cả sau khi mà cuộc bạo động điện Capitol xảy ra. ABC News là hãng truyền thông đầu tiên loan tin là Mark Short vào thứ sáu tuần trước tức là vào ngày ngày 22 tháng 7 đã ra điều trần trước đại bồi thẩm đoàn của cuộc điều tra tất cả những sự kiện chung quanh và những sự kiện đã dẫn đến ngày 6 tháng 1 của Bộ Tư pháp. Quý vị nhớ là của Bộ Tư pháp. Bộ Tư pháp cho đến giờ họ đã truy tố hơn 800 người, 800 mấy chục người bạo động, những kẻ bạo động xông vào điện Capitol và gây bạo động bạo loạn ở đây vào ngày 6 tháng 1. Nhưng mà cái cuộc điều tra của Bộ Tư pháp về những cái nhân vật mà có thể không xuất hiện tại cái cuộc bạo động đó, những nhân vật chẳng hạn như là những cử tri, đại cử tri giả cái cuộc điều tra của Bộ Tư pháp với cái phần lời khai với cái phần điều trần của ông Mark Short vào hôm thứ Sáu tuần trước thì cho thấy cái cuộc điều tra của Bộ Tư pháp nó đang được tăng cường. Và theo tờ Washington uh, Washington Wall Street Journal thì không chỉ là Mark Short mà kể cả Greg uh, thưa quý vị, uh, Greg Jacob, Greg Jacob là cựu cố vấn pháp lý tức là luật sư của phó tổng thống Mike Pence cũng đã ra điều trần, đã ra lấy lời khai trước đại bồi thẩm đoàn của Bộ Tư pháp. Đây là hai viên chức cao cấp nhất của ông Mike Pence đã ra điều trần theo chát đòi của đại bồi thẩm đoàn này. Như vậy thì chúng ta thấy là cái cuộc điều tra của Bộ Tư pháp mà lâu nay im lìm đó. Chúng ta chỉ biết là hồi đầu năm, hồi đầu tháng 2 thì bà Thứ trưởng Bộ Tư pháp, một trong những cánh tay mặt của ông Merrick Garland, bà tuyên bố là Bộ Tư pháp sẽ điều tra nghiêm túc cái chuyện đại cử tri giả. Chúng ta chỉ biết ngang đó. Và sau này thì thấy cái cuộc Điều tra này nó im lìm im hơi lặng tiếng Rồi mới gần đến đây Thì chúng ta biết là bộ tư pháp Đã tống chắc đòi Đã thu giữ được thiết bị Điện thoại Thiết bị điện tử của hai nhân vật Chính trong cái nỗ lực đảo ngược kết quả bầu cử Của ông Donald Trump Đó là ai? Đó là luật sư John Eastman đó là Jeffrey Clark, cựu viên chức của Bộ Tư pháp người đã dự thảo một cái thư, một cái lá thư và yêu cầu các viên chức của Bộ Tư pháp lúc đó ký vào lá thư đó tuyên bố sai trái là có những điều bất thường trong bầu cử tại tiểu bang Georgia với cái dụng ý là sau Georgia thì sẽ nhân ra sẽ copy và gửi cái lá thư này tới những cái tiểu bang đang tranh chấp lúc đó về kết quả bầu cử. Và chúng ta biết là Bộ Tư pháp đã đột kích vào nhà của luật sư John Eastman và như vậy thì chúng ta thấy là cái cuộc điều tra này nó vẫn âm thầm diễn ra và như vậy vào ngày thứ sáu tuần trước là cái ngày mà chúng ta biết là Stephenan cựu chứng luật gia của ông Donald Trump bị bồi thẩm đoàn truy tố hai tội danh khinh thường quốc hội thì vào lúc đó ông Mark Short đã ra điều trần trước bồi thẩm đoàn và chúng ta biết như Huy Anh nói là Mark Short có mặt bên cạnh ông Mike Pence và ông đã ông ta đã ra điều trần công khai tại cái phiên điều trần của ủy ban đặc biệt hạ viện và ông ta đã mô tả, nghe xin lỗi là Mark sốt ra điều trần không phải điều trần công khai mà ông ta ra điều trần trước ủy ban đặc biệt hạ viện điều tra vụ bạo động điện Capitol và ông ta đã mô tả cái nỗ lực của chiến dịch từ ông Donald Trump từ đồng minh của ông Donald Trump gây áp lực lên cho ông chủ của ông ta là ông Mike Pence như thế nào yêu cầu ông Mike Pence là tạm ngưng hoặc là khi mà chủ trì cái thủ tục chuyển giao quyền lực ngày 6 tháng 1 chủ chủ trì cái thủ tục kiểm phiếu cử tri đoàn vào ngày 6 tháng 1 thì làm gián đoạn cái thủ tục này ngưng cái thủ tục này để có thêm thời gian và họ cho rằng John Isman là nhân vật đầu tiên đã đưa ra cái ý kiến là một mình Mike Pence tức là một mình phó tổng thống có thể đảo ngược kết quả bầu cử. Và cũng là Mark Short vào ngày 5 tháng 1 thông báo cho lãnh đạo của cơ quan mật vụ, đúng ra là lãnh đạo mật vụ bảo vệ an ninh cho ông Mike Pence rằng ông Donald Trump sẽ hướng sự chú ý của công chúng, hướng sự chú ý của những người ủng hộ ông ta vào phó tổng thống Mike Pence. Và như vậy nó sẽ tạo ra cái rủi ro về an ninh. Và Mark Short ngày hôm nay đã xuất hiện trên chương trình CNN và được hỏi về cái phiên điều trần của ông ta vào hôm thứ Sáu tuần trước thì Mark Short từ chối trả lời, bảo rằng theo yêu cầu của luật sư, ông không chia sẻ những cái thông tin, ông không chia sẻ những gì dính dáng tới cái phiên điều trần vào hôm thứ Sáu vừa qua. Nhưng mà cho đến giờ thì chúng ta chúng ta rõ ràng chúng ta không biết được là Mark Short đã khai gì với bồi thẩm đoàn, đại bồi thẩm đoàn hoặc là những cái câu hỏi nào mà ông ta được đặt ra từ bộ đại bồi thẩm đoàn. Mark Short trên chương trình với CNN từ chối trả lời, từ chối cung cấp thông tin. Nhưng mà khi được sứ ngôn viên của CNN hỏi về cái lời khai mà quý vị nhớ là lời khai vào hôm thứ 5 tuần trước tại cái phiên điều trần lần thứ 8 đó lời khai của một viên chức an ninh một viên chức mà ngồi đó có thể nghe được các nhân viên mật vụ bảo vệ ông Mike Pence trao đổi qua điện đàm những cái thông tin mà hương nhân nói là nổi da gà khi mà đám đông bạo động đang xông vào một a crash xông vào điện capitol và rất là gần nơi ông Mike Pence ẩn náu thì các nhân viên mật vụ đã bàn tính là làm thế nào mà đưa được phó tổng thống ra ngoài chỉ trong vòng một phút rưỡi đến 2 phút không thì họ mất cái cơ hội rồi các nhân viên mật vụ qua điện đài đã qua điện đàm đã nhờ đồng nghiệp của mình chuyển lời chào tạm biệt đến thân nhân hay là gọi điện cho thân nhân chào tạm biệt những cái thông tin đó cho thấy là nhân viên mật vụ rất là lo ngại cho tính mạng của phó tổng thống Mike Pence tính mạng của bản thân họ thì trên chương trình CNN Mark Short được hỏi về vấn đề này thì ông cho biết là ông có mặt bên cạnh ông Mike Pence vào lúc mà ông Mike Pence được đưa đi ẩn náu vào lúc mà những kẻ bạo động xông vào điện Capitol vào lúc mà những kẻ bạo động hô hào là đòi trao cổ my Pence nhưng mà ông không thấy bất cứ một cách hành xử nào từ cơ quan mật vụ từ nhân viên mật vụ tỏ ra lo lắng cho an toàn sinh mạng của họ. Điều này cho thấy là nhân viên mật vụ họ rất là chuyên nghiệp. Và chúng ta không biết là sợ khai những gì, nhưng mà rõ ràng điều này cho thấy là cái cuộc điều tra của Bộ Tư pháp nó đang đi vào, nó đang đích in, nó đang đào bới, nó tìm kiếm thông tin và nó càng ngày càng sâu hơn. Bên cạnh đó, thì cựu cố vấn pháp lý của ông Mike Pence, Greg Jacob, ông Jacob cũng đã ra điều trần trước ủy ban đặc biệt hạ viện, nhưng mà ông cũng ra điều trần trước đại bồi thẩm đoàn của bộ tư pháp. Và chúng ta nhớ là Greg Jacob khai với các nhà điều, các nhà lập pháp điều tra. <laughs> là vào lúc mà những kẻ bạo động xông vào điện Capitol đòi treo cổ Mike Pence thì ông đã có những cái trao đổi nảy lửa với luật sư John Eastman và ông cho rằng luật sư John Eastman bằng cái hành động của ông ta đã dẫn đến cái cuộc bạo động vào ngày 6 tháng 1. Như vậy chúng ta đây là một cái đây là một tin mà chúng ta cần phải theo dõi và cái cuộc điều tra của Bộ Tư pháp là cái cuộc điều tra cần phải theo dõi xíu sao. Lý do tại sao? Lý do là cho mặc dù gần đây Merrick Garland vẫn tiếp tục tuyên bố là tại nước Mỹ không có ai có thể đứng trên luật pháp. Và ông tuyên bố cam kết là sẽ điều tra cho đến cùng kể cả những người không có mặt tại cuộc bạo động. Nhưng mà bây giờ với một cái núi chứng cớ mà đầy rẫy từ Ủy ban Đặc biệt Hạ viện như vậy thì cái áp lực nó đè nặng trên vai Merrick Garland ở bên ngoài thì người ta bực, bực bội và thậm chí ngay những ủy, và, ủy viên trong ủy ban đặc biệt hạ viện này họ cũng rất là tỏ ra hết sức bất mãn bởi vì cái sự chậm chạp của Merrick Garland cho đến giờ vẫn chưa thấy là Merrick Garland với những cái chứng cớ mà bủa vây chung quanh ông Donald Trump như vậy liệu Merrick Garland tổng trưởng tư pháp có điều tra có dẫn tới một cái cáo trạng hình sự đối với ông donald trump hay không thì điều này vẫn còn là một ẩn số nhưng mà với cái thông tin là hai nhân vật mark Short cũng như là Greg jacob đi ra điều trần trước ủy ban à, à, trước đại bộ thẩm đoàn của bộ tư pháp để cho thấy cuộc điều tra này nó không có phải là nó chậm mà nó đang move on nó đang có tiến triển và nó đang càng ngày càng ngày càng một sâu thêm cũng nhân tiện nói về ngày 6 tháng 1 và nói về ông Donald Trump. Quý vị còn nhớ là trong cái phiên điều trần hôm thứ năm tuần trước thì Ủy ban đặc biệt Hạ viện đã đưa ra cái chứng cứ là sau cái ngày bạo động điện Capitol sang ngày 7 tháng 1, ông Donald Trump đã có đã thu một cái bài phát biểu dài 3 phút nhưng mà ông mất cả tiếng đồng hồ bởi vì ông không có muốn theo cái kịch bản viết sẵn như vậy theo cái cái bài đã viết sẵn như vậy bởi vì cho đến ngày 7 tháng 6 ông ta vẫn tin rằng là bầu cử vẫn chưa kết thúc và ngày hôm nay thì bà Elaine dân biểu ủy viên của ủy ban đặc biệt hạ viện này quý vị nhớ là trong cái phiên điều trần vào hôm thứ năm thì bà Elaine cùng với Adam Kinzinger cả đây là hai ủy viên đã chủ trì cái phiên điều trần vào hôm thứ năm vừa rồi thì bà Ellen ngày hôm nay đã đăng trên mạng Twitter của mình một cái đoạn băng và trong cái đoạn băng đó cho thấy là có cái bài phát biểu bài phát biểu ngày 7 tháng 1 cái bài dự thảo đó cái bản thảo bài phát biểu của ông Donald Trump đã bị ông Donald Trump gạch xóa hoặc là chỉnh sửa chỉnh sửa ở những đoạn nào và quý vị biết là gạch xóa và chỉnh sửa đó theo cái trong cái đoạn băng chứng cớ đoạn băng những cái chứng cớ mà ủy ban này thu thập được được bà lên đăng trên mạng twitter đó thì có cái lời khai của Ivanka Trump cũng như lời khai của Charles Kushner Ivanka Trump khai rằng cô ta xác nhận rằng những cái dòng chữ mà chỉnh sửa trên cái bản thảo bài phát biểu này cũng như những cái dòng gạch xóa bằng bút à, bằng cái cây viết Sharpie màu đen đó là đúng là chữ viết tay của bố cô ta. Charles Kushner cũng xác nhận nhưng mà Charles Kushner cho biết là anh ta không biết lý do tại sao mà ông Donald Trump lại chỉnh sửa lại gạch xóa cái bài phát biểu dự thảo như vậy. Ông ta gạch xóa là gì? Ví dụ trong cái đoạn bảo rằng là tôi muốn nói rõ cho quý vị Quý vị không có đại diện cho tôi, quý vị không có đại diện cho phong trào của chúng tôi. Thì Donald Trump đã gạch xóa điều này. Hay là ông ta chỉnh sửa, chỉnh sửa thay vì nói là những kẻ vi phạm, vi phạm luật pháp vào ngày 6 tháng 1 thì sẽ bị tống vào tù. Thì ông ta sửa lại là sẽ lãnh hậu quả ông ta còn gạch gì nữa cái câu là tôi chỉ thị cho bộ tư pháp phải bảo đảm là truy tố đầy đủ những người vi phạm luật pháp vân vân và vân vân và à, cái cái đoạn là hậu quả pháp lý sẽ được thực thi hậu quả pháp lý sẽ được thực thi một cách nhanh chóng và chắc chắn thì ông ta xóa nguyên cả cái đoạn đó. Điều này cho thấy là Donald Trump đã do dự hay là không có muốn lên án những cái kẻ bạo động xông vào cái biểu tượng tòa nhà quốc hội là biểu tượng của nền dân chủ Hoa Kỳ. Và theo lời khai của Patsy Polony, tức là cựu cố vấn pháp lý của tòa bạch ốc hay là từ một số các cố vấn khác, cựu cố vấn khác của ông Donald Trump, các cố vấn của ông Donald Trump vào ngày vào lúc đó sau ngày bạo động địa Capitol thì họ muốn hối thúc mạnh mẽ ông Donald Trump là phải có một cái bài phát biểu giảm leo thang, giảm leo thang bạo lực. Lý do tại sao? Tại vì trước hàng loạt những chỉ trích mà chúng ta biết rồi, sau ngày 6 tháng 1, lãnh đạo Cộng hòa, cụ thể, Miss McConnell chỉ trích ông Donald Trump, điều này chúng ta không lạ, nhưng mà ngay cả Kevin McCarthy, lãnh đạo Cộng hòa tại Hạ viện, cũng lên sàn Hạ viện chỉ trích ông Donald Trump. Một số nhà lập pháp Cộng hòa khác chỉ trích ông Donald Trump, chỉ trích Trump đã đặt kích động cái cuộc bạo động điện Capitol ngày 6 tháng 1. Cho nên họ thấy rằng trước cái làn sóng chỉ trích như vậy thì cần phải có một bài phát biểu để giảm leo thang bên cạnh đó nữa. Cộng sự cũng như là các cố vấn của ông Donald Trump họ lo ngại rằng nếu như ông Donald Trump không có đưa ra cái tuyên bố lên án bạo lực như vậy và không có giữ khoảng cách với những kẻ bạo động thì sẽ có cái lo lắng là nội các của ông Donald Trump sẽ sử dụng tu chính án thứ 25 để phế trước cựu Tổng thống. Theo lời khai của cô Katie Hutchinson là trong 15 ngày còn lại của nhiệm kỳ, có một cái lo lắng, có một cái lo ngại nổi lên là nếu như mà ông Donald Trump không có lên tiếng, lên án mạnh mẽ cái bạo động tại Điện Capitol thì nội các có thể viện dẫn tới tu chiến án thứ 25. Và cũng nhân tiện nói về bạo động Điện Capitol trước nối chứng cớ rành rành mà Ủy ban đặc biệt hạ việc qua cái những cái phiên điều trần vừa qua tung ra như vậy vào ngày hôm nay thì đương kim tổng thống Joe Biden đã có những lời lên án ông Donald Trump ngày 6 tháng 1. Lâu nay thì chúng ta thấy là ông Joe Biden ống giữ khoảng cách ống giữ ông tránh nói về những cái cuộc điều tra bạo động điện cao với thô ống ống né nhưng mà vào ngày hôm nay ông gửi ra cái tuyên bố sau sau khi mà ông đang trên đà hồi phục vì nhiễm covid 19 thì trong một cái đoạn băng ghi hình rằng Ghi, ghi, ghi hình sẵn thì tổng thống Joe Biden cho rằng cáo buộc ông Donald Trump là thiếu can đảm hành động vào ngày 6 tháng 1 không có lên án những kẻ bạo động đang vi phạm đang phạm luật cũng như là đang thách thức vào cái biểu tượng đang xâm phạm vào cái biểu tượng nền dân chủ của Hoa Kỳ. Còn quý vị biết bây giờ cái cuộc điều tra của bà Fanny Willis tại tiểu bang Georgia như thế nào. Đây là cái cuộc điều tra mà ông Donald Trump đang hết sức là lo lắng. Đây là cái cuộc điều tra hình sự. Chúng ta biết là có một vị thượng nghị sĩ của tiểu bang, tức là thượng nghị sĩ cấp tiểu bang Georgia, đó là ông Bert Jones. Bert Jones vào tháng 11 này sẽ là đối thủ ra tranh cử với dân chủ vào ghế phó thống đốc của tiểu bang Georgia. Nhưng mà khổ nổi bà Fanny Willis lại hậu thuẫn lại tổ chức gây quỹ cho đối thủ của ông Jones. Mà ông Jones này đó, thượng nghị sĩ Jones này đó là nằm trong 16, một trong 16 đại cử tri giả của tiểu bang Georgia. Cho nên ông John này bị bà Fanny Willis tống trác đòi tức là bị đại bồi thẩm đoàn đặc biệt của bà Willis tống trác đòi lấy lời khai và tài liệu. Và ông John đã thách thức cái vấn đề này ra tòa. Ông John cho rằng là bà Fanny Willis không có đủ tư cách để điều tra ông. Lý do là xung đột quyền lợi bởi vì bà hậu thuẫn đối thủ của ông Jones và tòa thượng thẩm Georgia vào ngày hôm nay đã đồng tình với ông Jones cho rằng là bà Fanny Wallace có xung đột về quyền lợi. Ông bảo rằng khi vào tháng trước khi mà bà Fanny Wallace quyết định là gây quỹ cho đối thủ chính trị của ông John là vào lúc đó không biết bà nghĩ gì cái gì trong đầu nhưng mà cái quyết định này sẽ có hậu quả và tòa đã đồng tình với các lập luận của ông John về xung đột quyền lợi cho nên tòa yêu cầu bà Fanny Wallace không được tổng bất cứ trắc đòi nào đối với ông Jones. Bà có thể hỏi những nhân chứng khác về ông Jones, nhưng mà không có được truy tố, không có được lê ra một cái cáo trạng về ông Jones. Thay vào đó là hội đồng biện lý của tiểu bang Georgia Hội đồng biện lý tiểu bang Georgia là hình như gồm 9 vị. Quý vị biết là 6 vị là biện lý, còn 3 vị còn lại là biện lý sự vụ. 9 vị này, theo lời ông tòa, 9 vị này sẽ là người là nơi quyết định là có truy à, là nơi quyết định là có tống chắc đòi được có truy tố có cáo buộc ông John hay không chứ không phải bà Fanny Willis nữa Thực ra đó với cái phán quyết của tòa ngày hôm nay thì phía ông John cho rằng đây là cái thắng lợi rất là to lớn của họ. Bởi vì theo cái tuyên bố ghi là tại Georgia thì có luật pháp và có những cái thủ tục à, tố tụng hợp pháp. Bây giờ văn phòng của bà Willis ngày hôm nay vào cuối ngày hôm nay cho biết là họ đang xem xét cái phán quyết, cái quyết định của ông tòa, họ chưa có đưa ra bất cứ lời bình luận nào. Nhưng mà thực sự cái phán quyết của ông tòa nó không có ảnh hưởng đến Trung cuộc, nó không có ảnh hưởng đến cái cuộc điều tra của bà Fanny Willis. Nhưng mà cái phán quyết này nó có ý nghĩa về mặt chính trị. Nó là lời của trách bà Fanny Willis đừng có dính vào những cái vấn đề về chính trị bởi vì nó sẽ dẫn đến cái xung đột về quyền lợi. Nó là lời của trách và nó là cái nguồn nhiên liệu mà tiếp vào những cái lời chỉ trích rằng bà Willis điều tra cái vụ này là mang động cơ chính trị. Như vậy là bà đã tạo điều kiện cho giới chỉ trích của mình, chỉ trích mình. Nhưng mà về Trung cuộc thì nó không có ảnh hưởng đến cái cuộc điều tra của bà. Bên cạnh đó thì chúng ta biết là cái cuộc điều tra của bà Fanny Willis là đại bồi thẩm đoàn đặc biệt. Mà đại bồi thẩm đoàn đặc biệt thì họ không có cái thẩm quyền là truy tố mà họ chỉ có thể đưa ra đề nghị và ông tòa ông bảo rằng là vào cuối cuộc điều tra đại bộ thẩm đoàn đặc biệt ra kết luận và đưa ra đề nghị không thể đưa ra đề nghị truy tố ông Jones được tức là hoàn toàn bà Fanny Willis phải rũ bỏ ông Jones ra khỏi cái cuộc điều tra này cho đến khi nào mà nếu như hội đồng viện lý quyết định truy tố ông ta thì sẽ truy tố ông ta chứ vậy đại bộ thẩm đoàn đặc biệt thì không có quyền truy tố mà chỉ có quyền đề nghị mà thôi cho nên thì bảo Fanny Willis muốn truy tố thì phải nhờ cậy đến một cái đại bồi thẩm đoàn thông thường. Bên cạnh đó thì quý vị còn nhớ là bà Fanny Willis cũng đã tống chát đòi đến ông uh, ông Jody Hayes nếu mà hương nhân Jody Hayes đó là dân biểu liên bang thuộc hạ viện Hoa Kỳ ông ta là dân biểu liên bang từ tiểu bang Georgia thì cái chát đòi mà đại bộ thẩm đoàn đặc biệt của bà Willis tống cho ông Hayes đó thì chỉ có một trang mà thôi và họ không nói rõ lý do tại sao mà họ lại tìm thấy được cái liên quan giữa ông Hayes với cái cuộc điều tra của họ và chính vì vậy mà ông Hayes đã đệ đơn lên tòa liên bang tại Atlanta yêu cầu tòa bác bỏ cái đòi của bà Fanny Willis và ngày hôm nay tòa liên bang Atlanta tại Atlanta đã đưa ra cái quyết định là không có bác bỏ cái đòi mà trả lại cái hồ sơ này cho tòa thượng thẩm để tòa thượng thẩm có những cái bước đi tiếp theo. Điều này có nghĩa là tòa đã bác bỏ cái thỉnh nguyện của ông Hayes. Và chúng ta biết là quay trở lại với đại cử tri giả của Georgia. Cái ông thẩm phán mà đưa ra quyết định đứng về phía ông John đó. Chống lại bà Fanny Willis thì cũng ông thẩm phán này là thẩm phán. Đã bác bỏ cái thỉnh nguyện của 11 trên 16 đại cử tri giả tại tiểu bang cho rằng yêu cầu tòa là bác bỏ bãi bỏ cái chát đòi của bà Fanny Willis và cũng cho rằng là bà Fanny Willis tuyên bố bà Fanny Willis không đủ tư cách điều tra họ như vậy thì chúng ta thấy là tại Georgia cái ông thượng nghị sĩ tiểu bang thì đang có lợi còn cái ông dân biểu liên bang thì tòa đưa ra phán quyết bất lợi bảo ông này không có được mà trả về cho tòa thượng thẩm và ông này phải tuân thủ theo bất cứ những cái quyết định nào từ thò, tòa tòa thượng thẩm và ngày hôm nay thì truyền thông cũng cho biết ông Brian Kemp tức là thống đốc đương kim thống đốc của tiểu bang Georgia vào chiều ngày hôm nay ra điều trần trước đại bồi thẩm đoàn đặc biệt của bà Fanny Willis. Thì chúng ta biết rồi bà Fanny Willis cho đến giờ thì bà đã có bà đã thẩm vấn ông Brad Raffenberger là tránh thư ký của tiểu bang Georgia phụ trách về vấn đề bầu cử và bà cũng đã à, tống trách đòi mời cánh tay phải của ông Raffenberger ra điều trần và hai vị này đã ra điều trần và mới đây thì bà tổng cho một loạt các cộng sự của ông Donald Trump một loạt các luật sư bên ngoài của ông Donald Trump và trong đó có cả ông Lindsey Graham thượng nghị sĩ Cộng hòa đồng minh của ông Donald Trump và à, thưa quý vị nhà cựu tổng giám đốc của công ty Overstock và như Hương Nhân nói là đây là cái cuộc điều tra hình sự mà cuộc điều tra này sẽ là cái cuộc điều tra mà đau đầu nhất của ông Donald Trump. Cho nên, thưa quý vị, chúng ta cũng phải à, theo dõi một cách xíu sao. À, có một bản tin từ à, Tesla mà hương cũng muốn chia sẻ với quý vị, một bản tin à, nó gây sự chú ý. Đó là ông Elon Musk, tổng giám đốc của Tesla. Truyền thông ngày hôm nay loan tin là ông ta có quan hệ tình ái vào hồi mùa thu năm ngoái với bà vợ của bạn mình tức là đồng sáng lập hãng Google. À, đồng sáng lập à, đồng sáng lập hãng Google là ông Green, nếu mà Hương Nhan nhớ tên không nhầm. Ông Green là một người bạn của Elon Musk và hai Elon Musk cùng với vợ của ông ông Green này đó là có quan hệ tình ái lãng mạn sau khi mà Elon Musk chia tay với bố cũ và có lẽ là print phát giác ra cho nên nó dẫn đến cái cuộc ly hôn của cặp vợ chồng này. Cái bản tin này vô thưởng vô phạt nhưng mà nó nó lôi kéo sự chú ý bởi vì quý vị biết là Elon Musk trong thời gian gần đây chiếm tin tức trang nhất rất là nhiều nhất là khi sau khi ông đột ngột tuyên bố là rút ra khỏi cái thỏa thuận mua lại Twitter 44 triệu Mỹ kim và với những cái tuyên bố ngông cuồng của Elon Musk, cho nên đây là một à, đây là một cái nhân vật mà suốt thời gian vừa qua đã, cũng đã chiếm cũng đã làm tiêu tốn giấy báo của truyền thông Mỹ cũng khá là nhiều à, và quý à, quý vị biết là ngày hôm nay các viên chức của Hoa Kỳ cho biết là họ đang rất là lo ngại cái hành vi của Trung Quốc đối với Đài Loan mà bà Nancy Pelosi chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ thì đang có cái kế hoạch vào tháng 8 và tháng sau sẽ thăm Đài Loan nếu như chuyến đi này nó diễn ra thì đây sẽ là một nhân vật cao cấp nhất Quốc hội Hoa Kỳ đến thăm Đài Loan kể từ năm 1997. Ông uh, Joe Biden tổng thống Joe Biden thì ông cho rằng cái chuyến đi của bà Nancy Pelosi và lúc này đây thì nó không có sáng suốt đó là theo lời của ông Joe Biden nhưng mà cho đến giờ thì vẫn chưa có thấy phản ứng từ văn phòng của bà Nancy Pelosi nhưng mà rõ ràng Mỹ lo ngại về cái thái độ những cái hành vi của Trung Quốc đối với Đài Loan nó đáng lo ngại là hoàn toàn có chứng cứ và không biết là chuyến đi của bà Nancy Pelosi có giải quyết được vấn đề nào hay không. Nhưng mà phía Trung Quốc rõ ràng nhận thấy đây là tín hiệu đáng lo ngại, rất là đáng lo ngại. Và nó có một cái bản tin à, tại vùng vận San Francisco của chúng tôi, một bản tin liên quan đến một cái vụ gọi là Cold Case, à, một cái vụ sát hại một bé gái gốc Việt cách đây khoảng 5 năm. Phượng gọi là à, quý vị biết là cold case không phải là một cái vụ sát nhân máu lạnh mà cold case có nghĩa là những cái án treo trong một thời gian dài không có lối thoát, không có tìm ra. Nghi can không có tìm ra hung thủ cho nên gọi là cold case. Cái vụ sát nhân này nó xảy ra từ năm 1982 và bé gái mới 5 tuổi trên đường đi học thì đã bị một nghi can. Người này mới bị bắt giữ từ Reno À, Nevada và hồi thứ năm tuần trước thì đã bị dẫn độ về California, về Salinas tức là cách uh, sau sau giờ của chúng tôi khoảng một tiếng lái xe. Bởi vì cái vụ sát nhân này xảy ra tại Salinas vào năm 1982. Đây là một cựu quân nhân và quý vị biết cái vào vào năm 1982 thì cái vụ sát nhân này nó làm rúng động cái quận hạt. Uh, À, thưa quý vị rúng rúng động cái cuộc cái cuộn hạt này bởi vì đây là một cái vụ sát nhân mà nó dính tới là bắt cóc cưỡng hiếp rồi sát nhân rất là đau lòng và mới đây mặc dù 40 năm không được giải quyết thì mới đây một cái toán đặc nhiệm mà chuyên giải quyết những cái vụ án treo của văn phòng biện lý quận đã mở lại cái hồ sơ này Hương Nhân không có nêu tên và Hương Nhân cũng không có nhắc cụ thể bởi vì theo nhà chức trách cho biết là khi mà nhà chức trách mở lại cái hồ sơ này thì nó là sẽ là mở lại cái vết thương cho gia đình của nạn nhân hơn 40 năm qua họ thưa quý vị họ gặp rất là nhiều khó khăn trong cái việc là đối đầu đương đầu với cái mất mát như vậy nhưng mà nhờ cái kỹ thuật về DNA mới nhất và tân tiến nhất thì nhà chức trách đã lần ra nghi can 70 tuổi một cựu chiến binh và đang sinh sống tại Reno Nevada và đã bị dẫn độ thì ngày thứ sáu tuần trước thì nghi can này đã ra hầu tòa lần đầu tiên và nghi can này không có nhận tội không nhận tội sát nhân không nhận tội sát nhân mức độ 1 với tình tiết tăng nặng tức là hương nhân nhớ là cái cái chữ tăng nặng này là chữ ở trong nước mà tiếng Mỹ thì nó gọi là tình tiết đặc biệt và tình tiết đặc biệt này thì liên quan đến bắt cóc và cưỡng dâm trẻ em dưới 14 tuổi và với cái tình tiết này thì cái bản án này nếu bị truy tố thì nghi can này có thể lãnh cái bản án là chung thân không có được tha bổng hoặc là có thể dẫn đến án tử hình mà California thì bỏ án tử hình rồi và đây là cái diễn biến mới nhất chung quanh cái vụ án này À, một lần nữa như hương anh nói là tại vì đây là một vết thương khơi lại cái vết thương nhưng mà theo như văn phòng biện lý cho biết là họ với cái việc mở lại hồ sơ và dẫn đến bắt giữ nghi can và truy tố nghi can như vậy thì họ hy vọng rằng sẽ phần nào xoa dịu được cái nỗi đau của gia đình thân nhân và đây là bản tin cuối cùng trong phần tin ngày hôm nay cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của chúng tôi kính chúc quý vị một buổi tối ấm cúng xin chào và xin hẹn gặp lại